Nhận định Tây Ban Nha với Đức, thử thách cực đại với Dimantas. Sau trận thua trước Nhật Bản, đội tuyển Đức đang đứng trước nguy cơ bị loại nếu tiếp tục để thua ở cuộc đối đầu với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, khi bị dồn vào thế chân tường, những cỗ xe tăng Đức có thể vùng lên mạnh mẽ để vượt qua cửa hẹp. Trước vòng chung kết World Cup 2022 khởi tranh, Đức được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. Tuy nhiên, sau trận ra quân thảm bại, những cỗ xe tăng Đức đang đứng trước nguy cơ phải xách vali về nước sớm. Ở trận đấu đầu tiên, Đức để Nhật Bản lội ngược dòng với tỷ số 2-1. Sau khi dẫn bàn trong hiệp 1, những cỗ xe tăng Đức đã bộc lộ những điểm yếu nơi hàng phòng ngự, qua đó để Nhật Bản ghi liên tiếp 2 bàn thắng. Tại bảng E, Đức và Costa Rica đang chia nhau 2 vị trí cuối cùng khi chưa thể giành được điểm nào. Trong khi đó, Tây Ban Nha tạm thời dẫn đầu với chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Costa Rica. Theo lịch thi đấu, bảng E sẽ bắt đầu với cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Costa Rica vào lúc 17 giờ theo giờ Việt Nam. Trong khi đó, trận đấu tâm điểm giữa Tây Ban Nha và Đức sẽ diễn ra muộn hơn với 2 giờ sáng ngày mai. Theo nhận định từ các chuyên gia, Nhật Bản sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành 3 điểm trước đội bóng đến từ Trung Mỹ để leo lên ngôi đầu bảng. Chính vì thế, ở trận đấu sau đó, Đức buộc phải giành chiến thắng trước Tây Ban Nha nếu không muốn phải dừng chân từ vòng bảng. Dẫu vậy, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi La Joya đang thể hiện một phong độ ấn tượng với 6 chiến thắng liên tiếp. Huấn luyện viên Luis Enrique xây dựng đội bóng với những gương mặt trẻ đầy triển vọng của bóng đá Tây Ban Nha. Ở trận ra quân, họ đã phô diễn sức mạnh khủng khiếp khi ghi 7 bàn vào lưới Costa Rica mà không để thủng lưới bàn nào. Theo thống kê, La Joya kiểm soát bóng lên tới 82%, dứt điểm với 17 lần, trong khi chỉ số này bên phía đối thủ là 0. Dẫu vậy, phải nói rằng Costa Rica là một đối thủ quá yếu để có thể kiểm tra sức mạnh của Tây Ban Nha. Đội bóng đến từ Trung Mỹ chỉ giành vé vào vòng chung kết khi thắng ở loạt trận play-off. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Đức là cuộc chiến của những ứng cử viên vô địch. Những cỗ xe tăng Đức cần một chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp, trong khi Tây Ban Nha chỉ cần một trận hòa là đủ. Trong lịch sử, Dimantas được xem là đối thủ yêu thích của Tây Ban Nha. Kể từ sau trận thua tại Euro năm 1988, La Roja đang bất bại với 3 chiến thắng và 2 trận hòa ở 5 lần đối đầu với Đức tại các trận đấu chính thức tại World Cup, Euro và Nations League. Ở giải đấu Nations League, Tây Ban Nha hủy diệt Đức với tỷ số 6-0. Tại kỳ World Cup này, đội tuyển Đức có tới 7 cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Bayern Munich. Đội bóng đang chơi tại Bundesliga đã ghi 49 bàn sau 15 trận ra sân tại giải vô địch quốc gia với trung bình hơn 3 bàn mỗi trận. Những cầu thủ như Musiala, Gnabry hay là Leroy Sané đang thể hiện phong độ cao. Có thể nói sức mạnh của đội tuyển Đức là sức mạnh của hùm xám. Đây được xem là thứ vũ khí để người Đức tin vào một chiến thắng ở cuộc đối đầu với Tây Ban Nha. Để có thể giành vé đi tiếp, đội tuyển Đức buộc phải giành chiến thắng ở trận đấu này. Đây được xem là thử thách không hề dễ với đoàn quân của huấn luyện viên Hans-Dieter Flick. Tuy nhiên, khi bị dồn vào thế chân tường, Đức có thể làm nên điều bất ngờ trước Tây Ban Nha. Trận đấu giữa Tây Ban Nha với Đức sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 28 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Thưa quý vị, sáng ngày 26 tháng 1, theo thông tin từ Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO đã thông qua 2 hồ sơ, bao gồm Bia Ma Nhai ở thành phố Đà Nẵng và Bộ sưu tập văn bản Hán Nôm ở tỉnh Hà Tĩnh, được công nhận là di sản tư liệu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cụ thể, bia Ma Nhai tại Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng gồm 78 bia, trong đó 76 tấm chữ Hán, 2 tấm chữ Nôm, đó là ngự bút, bia ký, tán, thơ văn, đề từ, đề danh, câu đối của các vua, quan triều Nguyễn, các vị cao tăng, quan khách để lại trên những vách đá, hang động khi dừng chân ở Ngũ Hành Sơn từ nửa đầu thế kỷ 17 cho đến thập niên năm 1960 của thế kỷ 20. Chữ được viết theo nhiều kiểu như chân, hành, thảo, triện. Đặc biệt có phần ngự bút của vua Minh Mạng được ghi chép trong nhiều tư liệu lịch sử quý. Còn văn bản Hán Nôm có từ năm 1689 đến năm 1943 tại làng Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh là bộ sưu tập độc bản được viết bằng tay, trong đó có 26 sắc phong gốc do các vua Triều Lê, Nguyễn ban tặng, 19 văn bằng và 3 bức trướng bằng lụa. Các văn bản đều có giá trị nguyên gốc, có nguồn gốc rõ ràng và các sự kiện liên quan. Đến nay, Việt Nam có 9 di sản tư liệu được vinh danh, trong đó có 3 di sản cấp thế giới bao gồm Mộc Bản Triều Nguyễn, Bia Đá Các Khoa Thi Tiến sĩ Triều Lê và Mạc, Châu Bản Triều Nguyễn, 6 hồ sơ thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương bao gồm Hoàng Hoa Sứ Trình Đồ, Mộc Bản Kinh Phật Thiền Phái Trúc Lâm, Chùa Vĩnh Nghiêm ở tỉnh Bắc Giang, Thơ Văn Trên Kiến Trúc Cung Đình Huế, Mộc Bản Trường Phúc Giang và 2 tư liệu mới nhất vừa được công nhận. Sau khi tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên, có 13 cán bộ thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Lộc và Sở Tài chính Nghệ An được xác minh tài sản thu nhập năm 2022.
Tuy nhiên, theo Thanh tra tỉnh Nghệ An, quá trình thực hiện việc xác minh tài sản của người có nghĩa vụ kê khai, thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm đang gặp khó khăn. Thậm chí có thể phải tạm dừng hoặc gia hạn thời hạn xác minh. Ghi nhận của phóng viên VTC. Ông Đinh Thế Tài, Chánh văn phòng Ủy ban dân huyện Nghi Lộc, là một trong 5 cán bộ của Ủy ban dân huyện này được kiểm tra xác minh tài sản thu nhập trong năm 2022. Tuy nhiên, theo ông Tài, quá trình kê khai tài sản và thu nhập của ông đã gặp một số khó khăn do liên quan đến hồ sơ, biểu mẫu. Ban đầu thì một số đồng chí, cán bộ công chức được kiểm tra cũng có lúng túng trong các cái mục sau khi làm việc cái đoàn kiểm tra thì các thành viên thì cũng tiếp thu và có một số nội dung thì đã có cái giải trình nó phù hợp, khách quan, trung thực. Và trong quá trình kiểm tra xác minh ấy, thì khi mà đoàn yêu cầu thì chúng tôi là có cái trách nhiệm là cung cấp các cái hồ sơ tài liệu cũng như giải trình những cái vấn đề mà cái đoàn thanh tra yêu cầu. Thanh tra tỉnh Nghệ An đã tổ chức 4 đợt bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên 13 cán bộ, trong đó có 5 trên 40 cán bộ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc và 8 trên 75 cán bộ thuộc Sở Tài chính được xác minh tài sản thu nhập theo quy định kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong các cơ quan tổ chức. Đến nay, sau gần 2 tháng triển khai, việc kiểm tra xác minh tài sản thu nhập của 13 cán bộ tại Nghệ An đã có kết quả bước đầu nhưng chưa toàn diện do nhiều nguyên nhân như chưa xây dựng được quy chế phối hợp thực hiện, cán bộ tham gia xác minh chưa được hướng dẫn nghiệp vụ, hệ thống quản lý phần mềm tập trung chưa có nên đã làm chậm thời gian xác minh. Theo quy định của luật thì một tổ như thế là có 45 ngày, trường hợp mà kéo dài thời hạn thì có thể gia hạn thêm được 30 ngày nữa. Cái này là 30 ngày làm việc là nằm ở hơn 1 tháng và 45 ngày là 2 tháng, tức là hơn 3 tháng. Đấy. Thì cái thời hạn mà theo luật thì khoảng cuối tháng 12 là chúng tôi sẽ hết hạn. Được biết, quá trình xác minh tài sản thu nhập có thể sẽ phải tạm dừng hoặc gia hạn để thu thập thông tin đối với cán bộ trong danh sách được kiểm tra, xác minh tài sản thu nhập. Khi mà hầu hết các quốc gia trên thế giới đã gỡ bỏ mọi biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19, tiến tới phục hồi kinh tế, thì tại Trung Quốc, chiến lược Zero Covid vẫn tiếp tục được thực hiện. Những nỗ lực nhằm ngăn chặn đợt bùng phát hiện tại đang buộc chính quyền các địa phương phải áp dụng các biện pháp giãn cách cục bộ ở nhiều thành phố, có thể làm suy giảm thêm hoạt động kinh tế. Thủ đô Bắc Kinh là một ví dụ. Gần 3 năm kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát, những biện pháp kiểm soát dịch ngặt nghèo như xét nghiệm bắt buộc thường xuyên, phong tỏa và dựng hàng rào trên đường phố, đóng cửa các cửa hàng vẫn đang được thực hiện ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Bắc Kinh ghi nhận kỷ lục ca nhiễm mới trong ngày vào hôm 24 tháng 11 với 1.860 ca, con số tương đối nhỏ đối với một thành phố 22 triệu dân, nhưng đủ để gây ra sự hoảng sợ trên khắp thủ đô của Trung Quốc. Đây là điều không thể tránh khỏi. Chính sách kiểm soát dịch chắc chắn có những tác động nhất định đến các doanh nghiệp nhỏ, nhưng nhà nước sẽ xem xét quyền lợi của họ và sẽ đền bù cho họ một phần. Thế nhưng, khi mà cái vòng luẩn quẩn vẫn cứ tiếp tục đeo bám, ở thời điểm đã có nhiều công cụ bảo vệ người dân như vaccine, thuốc điều trị và con người đã hiểu biết hơn về COVID-19, thì không phải ai cũng đồng tình với việc kéo dài các biện pháp phong tỏa. Chúng tôi chỉ hy vọng tình hình khả quan hơn, nếu không thì đừng nói đến cuộc sống của người dân. Nhiều người giờ thậm chí không thể kiếm sống vì không thể làm việc. Ngày 25 tháng 11, Trung Quốc công bố ghi nhận 32.695 ca nhiễm mới trong cộng đồng vào ngày trước đó, cao kỷ lục kể từ đầu đại dịch COVID-19. Các quan chức y tế Trung Quốc đã cảnh báo không được có bất kỳ sự chậm trễ nào trong công tác phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở nước này. Giới chức Trung Quốc khẳng định hiệu quả của chính sách Zero Covid và chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy chính sách này sẽ bị bỏ đi. Hiện ít nhất 49 thành phố chiếm 1/3 dân số của Trung Quốc đang bị phong tỏa toàn bộ hoặc bán phong tỏa.